đồ gãy luôn. Và hiện nay thì người dân ở đây người ta bán chủ yếu là cho những chuyến xe làm từ thiện để chuyển lên Sài Gòn. Còn thương lái thì hiện nay không mua nữa. Ô này. Nè lấy gì nè? Ô. Này là ăn được lâu lắm nè. Cái đó là nửa ký đang lên đó. Nửa ký không vậy? Nửa ký đang lên. Ôi ôi. Đi lối nào gì đó đi từ lối đi. Và hôm nay đã có được cái video được kẹn clip như thế này thì nhờ sự chung tay góp sức của Mạnh Thường Quân, đặc biệt hôm nay thì nhờ sự ủng hộ của một chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị giấu tên ở Canada. Và đây là đoạn đường em dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì sáng nay Bùi Hồ cùng với lại các anh em ở chú cháu ở trong nhóm nè qua ông Bảy để cùng với ông Bảy để mà đi đi móc gì ông Bảy? Bắp cải. Móc bắp cải. Với lại sáng nay thì mình mới hay tin là ông Bảy buổi sáng thì phát bánh mì cho những cái người hàng xóm á. Và đây là những cái ổ mì yêu thương của ông Bảy nè. Hả? Ổ như thế là miễn phí không Bảy? Miễn phí. Này là ông mua hay là người ta cho? Ta cho người ta gửi. Ta gửi ông phát ha. Ồ, bây giờ chuẩn bị đi ha ông Bảy. Ngon không? Ngon. Dạ hả? Bánh mì với muối ăn ngon à. Thì hả? Với muối mặn mặn. Chứ có gì đâu ăn. Bây giờ là như mì đồ mì nấu tiệm đồ á là đâu ai bán như đâu ăn. Dạ hả? Mì hủ tiếu đồ á. Đồ ăn cũng có tiền đồ ăn. Sáng ăn một quạch mày. Cái đoạn đường này là ở trong cái xóm Cồn và nơi đây thì người dân chủ yếu là làm nghề làm gậy. Ở đây diện tích chắc khoảng gần 50 hecta. Và ở đây có tất cả các mặt hàng đồ gãy luôn. Và hiện nay thì người dân ở đây người ta bán chủ yếu là cho những chuyến xe làm từ thiện để chuyển lên Sài Gòn. Còn thương lái thì hiện nay không mua nữa. Chẳng hạn như bên đây nè, cô bác quý chị thấy không? Đây là con hành đĩa. Cái người làm gãy nhìn thấy ngày nào cũng ở trong động hay đặt ha. Ngoài bên kia là dùng ở bên kia là huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Còn ở đây là huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Cảnh này mát hay đặt ha. Ha. Đó, nguyên một đội quân ở đằng trước luôn. Ô nhìn mây xanh đẹp ghê á. Nè. Đi hành trình thu gom như thế này là tuyệt vời luôn á. Lái an toàn cái đạn tượng cho xuống sông luôn nha. Xuống sông là vớt xe lên không nổi đâu. Đây là cây khổ qua. Thấy cái cảnh miền Tây gì đã ghê ha. Hay là những cái nhà nhỏ nhỏ như thế này là người ta đã có nhà chỗ khác á, người ta cất ở đây để chủ yếu là để đây là một cái trại người ta ở ban ngày để người ta làm thôi. Còn ban đêm thì người ta vẫn về nhà của mình. Mỗi một hộ dân như thế ở đây ít nhất là có khoảng 5 đến 10 con gãy ha. Đó, đây là bắp cải. Và những cái con cải này người ta cho mình móc hết nè. À. Đây. Nó vẫn còn ăn được nhiều lắm. Dạ quá đã luôn rồi nè. Đạt ơi, Đạt ở đây coi cây này nè. Dạ. Trời ơi ngon ghê nè. Ngon lắm. Để con cái dao luôn lắm. Dạ, đâu, ông Bảy cắt thử cọng này ông Bảy. Clip đạo có clip á. Chưa cắt chưa. Cắt cho con coi. Dạ. Ô này. Nè lấy gì nè. Ô. Đi
đó. Này là ăn được lâu lắm nè. Cái đó là nửa ký ăn lên đó. Nửa ký không vậy? Nửa ký ăn lên. Ôi ôi. Đi ừ, đi lối nào gì đó, đi từ lối đi. Này là của chú hả? À? Dạ, của này anh. Dạ. Nghe em cho. Dạ cảm ơn chú nhiều ha. Quá im. Nè. Quá im mà ngon rồi. Đi lối nào là lối nấy. Ừ. Alo, cảm một tiêu hả? À? Ngon ghê không? Chạy xuống đi nha, chỗ nhà đó, đó, bàn, xe giờ là... chạy bên giờ mình tay trái đây là quá ngon rồi. Ừ. Im mà đó. Hồi đó giờ chuyển, chuyển ít chuyển bắp cải lên ha. Rồi. Có lần này. Ừ, chặt lối đi mình đi lối gì đó. Lối rồi. Hôm nay đến có nguyên tim luôn à. Chạy Bảy Hiền em. Chạy Bảy Hiền. Chỗ này nhậu mặt. Đi theo lối á Đạt ơi. Tao đi clip này nè. Mặt đó. Đâu Đạt? Này đó hả? Ồ ngon dữ trời. Ha. Quá ngon chú ơi. Đâu được rồi. Đâu cầm tao cắt thử rồi. Này cầm máy quay nữa coi. Cắt thử rồi được không? Được, mà cắt không được nữa làm cái gì ăn trời. Đi từ lối đi chứ đi đi sao. Này hết luôn. Nè đây đã cầm. Đây lá rồi đúng không? Đây. Cái bắp cải này ngon ghê á. Quay nó chỉ cho cắt. Còn lá xanh là được à? Ai gom ai cắt. Dạ. Đâu chú bảy? Trời ơi. Nè. Ngon ghê không? Tám. Bây giờ Huy với lại Ba Đen đi gom. Hai đứa xách bọc đi gom. Có ba không? Dạ, này vô bánh nè chú bảy. Dễ gì có ai cho bắp cải ít lắm. Dạ. Đó. Nó hơi bắp cải. Cho nguyên con bắp cải này luôn á. Hả? Vô bao đi. Vô bao. Bao chú bảy đang theo đó hộ. Dạ. Bây giờ là ai cắt lần trước gom chú Út điên lối đi chú. Từ tao đi lối nè. Biết rồi mấy mày nè, lối mấy mày nè. Dạ. Cái vậy. Ủa mày không điên lối của mày rồi. Đây vậy con ngửa con đâu. Cắt cha ơi. Đây nè. Đi lối thì cũng gom lớn hả, chứ cần băng rồi. Đâu? Ừ, đây. Ngon ha. Nãy cái anh gì mà cái giò anh giò nhất anh đi đen bẻ nổi không? Anh kêu chú Bảy bán công cải bà giúp cái gì đó. Trời ơi, thằng Thanh đó mà ừ. Là nhiêu? Nó nhỏ á. Không biết nhiều mới. Nè, cổng này mới bự nè. Hỏi thử coi nhiêu có gì con ở đâu đây mà ở đây con cải bà giúp nào ra tặng đây sao? Đây. Bán rẻ. Ừ. Ủa, bắp này mạnh mẽ nè rồi. Ngon. Ồ, ngon á. Ừ. Ơi mấy bắp. Hai ba bắp ăn là vừa luôn. Hai ba bắp lột ra dữ lắm. Dạ. Quá cắt luôn rồi. Nguyên một đội hình. Đâu vậy? Cái bắp này nè, ngon dữ dằn nè. Một bắp cải mà vui ghê á. Nãy giờ được mấy bọc rồi Đạt? Trong đó nữa mà phải không? Ô Huy này nhìn kìa. Giỏi ghê không? Nào Huy, con này cưng. Ê. Còn khi. Ê. Đâu riêng. Nào. Bự quá lộ bự luôn á nặng. Rồi, lại đây luôn. Lên xe. Ơi. Hả? Bà xách cái mực đó bà bỏ ba con mực dài vô đi tôi trả bả đồ này rồi coi. Nó nặng cái bắp cải nặng luôn. Ba cái con mực á dài qua này nè. Dạ, một công luôn. Được không? Đó. Rồi, chở vô. Được chưa? Rồi. Chống, chống. Đây nè. Bao đó tao đổ cái này vô đi. Lấy cái bao này nè đi gom. Đem cái bao đó đi gom đi nè. Bao đi gom mà tốn. Cái số đủ này có cho luôn không kìa. Sau một thời gian thì gần 2 tiếng hả bây? Gần 2 tiếng thì nhóm của mình đã hoàn thành xong công cải được nhiêu bao Đạt? Tầm chục bao ạ. Vậy hả? Chở hết không ta? Nói chung là vui vui ghê luôn á. Dạ.
vui nha chút. Dạ đem bỏ vô sách rồi đây đi. Được mấy bao vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bao. 6 bao bự, 6 bao nhỏ dồn lại. Bao gì được được 20 kg không? Trên nè, bao mấy chục kg à. Vậy hả? Đây nè. Ngon quá ha. Lửa về nhà lửa luôn. Không có dồn bao lại. Dồn bao lại. Cho nó đầy. Sau hành trình gom hơn 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ nhóm của mình sẽ quay về. Này là 80 kg bắp cải. 80 kg ha. 80 kg. Rồi. Đâu vậy? Đây là gì vậy? Có con mắc kẹt ở Sài Gòn. Chào. Dượng 8 chở 150 kg. Chào. Rồi. Rồi chạy tới. Đây. Chào luôn. Chủ nhà thấy mình đi ngang ông Bảy hỏi có gì cho thành phố không? Chủ nhà nói là cho luôn buồng chuối. Có buồng chuối cho buồng chuối. Ngon hay Bảy? Ồ, chuối cứng trái á. Chặt cái làm hai luôn nè. Rồi. Chú dao. Để tao nhặt cái cây. Cái cột sao được như. Hỏi không? Đặt quá giỏi quá. Rồi. Bây giờ ở đây người ta cho mình mướp luôn hả? Cho hai bọc hả? Đây nè, đây trả cho. Đây ăn bọc. Đây. Rồi, cảm ơn chủ nhà luôn. Đây. À, hôm nay đi đến đây để mà tiếp tục hái cái công chanh ở đây mình được nguồn nông dân ta cho. Trong này hả anh Vũ? Dạ. Dạ. Trái nào nó bóng không Bảy bẻ? Chưa bán hồi đó thì chưa biết vụ này hồi. Dạ. Cái này nó bóng không ạ? Mềm á đen. Bóng mà vàng. Sao tao thấy mình bẻ hết trơn rồi mình. Nè quá. Bẻ cái này còn nhiều lắm á. Dạ. Cái này nó còn nhỏ lắm mày. Đi vô đang bảy rồi. Dạ. Nhiều không đen? Nhiều anh hồi à. Ừ. Đây nè, đây nè, cái chanh này nè. Ngon lành nè. Đó. Trái mềm á hộ. Ừ, đúng rồi nè. Trái mềm mà bự á nghe. Mềm nhỏ. Nghe mềm nhỏ. Non tan không được không? Nè. Đó, cái cây chanh này rất là nhiều chanh luôn. Và hôm nay thì mấy anh em chú cháu sẽ hái khoảng 100 kg thôi để gửi cho những người ở Sài Gòn. Số lượng chanh này cũng không cần nhiều lắm. May là chanh này là chủ vườn cho miễn phí hết rồi cô bác quý anh chị. Nè. Rồi ha. Nè. Nè bảy. Quá nhiều trái rồi. Đó. Mấy cây đằng kia nãy bẻ như có bẻ rồi. Ui dạ. Ui dạ. Rồi đổ vô. Ôi ô. Quá nhiều rồi. Ngon ghê hả Bảy? Ừ. Gà chanh chín nó cơ nha. Cho vô trời. Nghe mùi chanh thơm ghê á. Các quý chị hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại các cô chú ở trong xóm á, lại cùng nuôi gom rau củ cũng như là một số nhà vườn cho và mua thêm một số rau củ và gạo để chuyển lên một khu cách ly ở Bình Điền, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh với lại một quận 12. Thì hai khu cách ly khoảng 50 hộ dân và Bùi Hồ sẽ chia ra 50 phần. Và hôm nay đã có được cái video thực hiện clip như thế này thì nhờ sự chung tay góp sức của Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay thì nhờ sự hỗ trợ của một chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị giấu tên ở Canada. Và đây là đoạn đường em bắt đầu đi thu gom rau củ. Ở đây là chanh của bác quý chị. Hôm nay thì mát mẻ. Cô bác quý chị thấy cái đoạn đường ngày hôm qua là mưa tầm tã rồi nè. Bữa nay nó khô có được cái đường mòn chạy. Cái đường này mà mưa đâu dám đi đâu. Mưa là đi không được, mưa tầm chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là đi không được. Mình phải băng đồng như thế này mới đến được cái khu nhà vườn đó.
đường nông thôn nhìn thấy bình yên ghê. Tám hồ giống như là đường tăng mà chạy đường tăng mà đi thỉnh kinh đó. Chạy đi bao nhiêu ký đường tám? Cái này 106-107 ký. Thông báo cô bác quý anh chị, chiếc xe này là chiếc xe cúp 50 nha, xe gắn máy 50 thôi mà, nhưng mà không chế đây lên thêm một phục nữa là hai phục nè. Rồi giờ chạy trước hay sao? Rồi chạy trước rồi hầu gì sao. Dạ rồi, quá trời rồi, lúc mà chạy đảo lại là rước cho đủ luôn đó. Dạ lái lên chạy lại rước đủ luôn nghe Đạt, rước đủ nữa được không? Chắc này hả? Không xe này rất rồi chạy đi hết được hả? Không có đường rớt luôn đó, mất đây nè. Rồi đó chạy rước. Đây đợt này thì mình sẽ nhận là 500 kg dưa leo, 2 triệu 50 kg khổ qua 300.000 đồng, 6.000 kg 50 kg cải là 45.000 đồng, 4.000 rưỡi là 225.000, cộng là 2.525.000. Ồ này đợi đây đi chục tính. Chú Tấn ơi con gửi tiền luôn nè, khỏi chuyển khoản đi. Vậy là dạ khỏi luôn 1.500.000. Hai triệu, hai triệu mấy chị? 2.500.000. Lấy 500 thôi ha. 2.525.000. Lấy nhiêu? 2.520.000, bớt 5.000 lẻ. 520.000. Không có là có 20. Dạ. Cái này là tí xíu. Đây. Rồi đúng rồi, gì nè. Rồi đủ ha, đủ chưa? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị luôn. Nhìn 20.000 giống y gan là 500.000. Gan thì anh em cũng đã chất hàng xong rồi. Và số tấn hàng này và số gạo thì được một chị Xuyên ở Nhật Bản và chị giấu tên ở Canada ủng hộ. Và cái danh sách chi tiết thì Bùi Hồ sẽ cập nhật ở cuối clip. Và cô bác quý chị xem nè, đây là hàng quá rau củ mình chở nè. Đây là 430 kg, gồm có dưa leo, khổ qua và cải thìa để chuyển lên Sài Gòn. Ở nhà thì mình có sẵn là cải bẹ giống nè, rồi bắp cải nè, rồi gạo nè. Đó, thì bao nhiêu với lại đu đủ thì mình sẽ chuyển lên luôn một lượt một. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ đến thời điểm này. Thay mặt bà con cô bác quý anh chị chúc Mạnh Thường Quân sức khỏe. Và hôm nay thì vẫn như thế này, ngồi trên cái chiếc xe mà Đạt lái coi như là mình ở trong cái tư thế là luôn sẵn sàng thủ ở mọi đêm hình. Trời ơi, hôm nay cảm giác sao rồi? Còn lắm rồi. Dạ. Lên tay chưa? Lái lên tay chưa? Lên tính ngày rồi. Tính ngày. Quá đau bụng. Sao đau bụng? Không biết, tại nó vòng. Này đang dọn là đang lên đu đủ đúng không? Dọn là đang chắc đu đủ thêm. Thêm 100 kg nữa. Xe này hình như là 400 tải của nó khoảng 600 kg được á ha. Vô bao chưa đủ là vô bao hay diện nước mình thảy bao ngang đây lại gọn luôn. Yeah. Dập dưa leo không? Không. Mỗi trái dưa leo như thế này nè cô bác quý anh chị. À, dưa leo này thì tính ra dưa leo dạt nè ha. Không biết ta tính dưa leo sao nữa là 4.000 đồng một ký. À, ví dụ như thế này là 4.000 đồng một ký. Nhìn cũng ngon á, nhưng mà hình như là nó hơi quá lứa hay đặt ha. Đúng không? Không, cái này dưa này cũng nữa. Khổ qua này nè. Ngon 6.000 ký. Trái thẳng ghê luôn á. Mới chạy rớt một bịch ở đây, nó rớt xuống đường, nó bị văng rớt xuống đường, nó bị dập mấy trái đây nè cô bác quý anh chị. Buồn ghê. Ồ. Sao? Sao? Nó có chỏng ấy lên không? Mày thử thôi. Nó có nhổng cái đầu lên không? Đường này nè. Hả? Quá nặng à. Quá được không? Mình phải lộ bộ quá con bấm cái gì cứ cho Đạt chạy. Dạ. Nhọc nhằn đoạn đường luôn á. Rồi, sau một hồi lâu thì cũng đến nơi rồi. Xin tới luôn nào ơi. Để đây nha.
đây. Đu đủ này là ta cho nha cô bác quý anh chị, cho 200kg luôn á. Mình hồi sớm là xe 120kg đi ấy hả? À, vừa leo đó rồi đưa cho chú Ba luôn rồi. Đi Tân Mỹ. Ờ à, đi Tân Mỹ á. Ừ. Mở mở ra nè. Coi, lấy cây ra cây ra. Ôi giời ơi, cây cải ngon chứ hả? Ở cải bẻ dúng này là bên bảy cho nó nè. Chanh là sớm là cho nó nè. Không hiểu rồi. Bắp cải này thì cho luôn. Đu đủ cho luôn. Gừng cho luôn hết chú. Gừng cho luôn hả? Gừng cho luôn với bây giờ là làm xong công việc phải đợi. Đây nào, vui dẫn bốn thành viên nghi cũ. Nói sao đây? Tài xế sao? À, tài xế chiếc này hơi mà băng hồi đêm hôm đi đi chạy chuyến giờ sáng ngủ quên rồi. Tưởng đâu tài xế bơm hàng luôn hả? À, mình hẹn 2 giờ mà giờ này 3 giờ mà tài xế chưa tới nữa. Chừng nước chảy xuống đó. À, cô bác quý anh chị thì hôm nay ở cái khu ở quận 12 và Bình Điền của Bình Chánh thì Bùi Hồ sẽ chuyển lên là 500kg gạo, mỗi một là 50 phần. Thì mỗi một ở quận Bình Chánh, ở quận Bình Chánh của chợ Bình Điền thì 30 phần và quận 12 là 20 phần. Thì gồm có gạo nè, rau củ. Hồi sáng thì mình đã thu gom bắp cải với lại mới thu gom được cải bẹ dúng rồi. Bà con cho thêm là lá tía tô với lại chanh sáng mình có hái luôn. Với lại bên kia thì mình mua, bên đây thì gồm có là bên đây gồm có khổ qua với lại dưa leo với lại đu đủ á. Đây là hai ông cụ mà lớn tuổi nhất mà vẫn còn sức khỏe để chơi từ thiện. còn hơi thả cuối cùng cũng lo từ thiện cho bà con cô bác. Dạ, chạy tốc độ luôn ha ông ba. Hết đát, nào là khô nhớt thì nghỉ. Dạ, hôm trước hồi nãy thì gom xuống khu phong tỏ của Tân Mỹ. Tân Mỹ. Ủa, khu cách ly chứ? Khu cách ly Tân Mỹ cho xe. Ta mừng không? Mừng, nói đồ mày cho 12 bọc quá ngon, dư là quá ngon. Dạ. Đồ mình đem xuống là khoái luôn, nó quá ngon cái này. Sao nay không đợi con lấy luôn 8 bọc còn lại, sao trễ hả? 8 bọc sao trễ, nó cho giấy đi có mấy tiếng hồ à. Dạ. Rồi sao? Rồi hai ông cứ chạy tốc độ nữa đi. Chuẩn bị lên hàng nữa nè. Lên. Dạ. Rồi, chú hai nói gì không? Có là gì ông Năm nói. Nói gì vậy? Nói bà con cũng có ngoại chút nhiều sức khỏe, có tiền tài trợ vô cho Bùi Hồ đang mua đồ giúp chú ngoại. Dạ dạ rồi. Thôi hai ông đi. Nha. Dạ. Chưa có bằng lái hai ông chạy tốc độ ghê trời. Tao không. Qua mấy câu ăn tao giơ tay là nó dở dây. Trời. Bé bà con ơi. Bây giờ là 20 bao gạo trước hay trước? Rồi được rồi, đi ra đi. Ta hốt vô cũng 4 bọc thôi ở rồi vợ. Đỡ dựng 8 đi luôn. Đi. Hai 20 bao gạo trước nè. Hãy vô tao chụp. Đây. Không có người quay mình quay luôn. Đại xuống. Rồi dưa leo bao nhiêu ký chút ơi? Dưa leo đu đủ. Đu đủ 200. 20 bọc trước nha. 200 hả? 200. Vậy bằng bên 100. Bên 4 bọc bên 5 bọc đi. Bên 4 bọc bên 5 bọc. Rồi đu đủ. Tao điểm không điểm, tao không điểm. Điểm rồi đó. 1, 2, 3, 4 15, 17 rồi. 17 rồi, chứ gạo rồi. Gạo để qua bên. Kiếm 20 bọc. Đủ chưa nghe Đạt? Rồi đủ. Rồi tới đu đủ. Rồi để em chắc rồi, không sao. Nè Đạt. 2 bọc được, 4 bọc đu đủ. 18. Rồi đủ rồi, ngưng dưa leo lại. Để đó đi chị. Rồi tới khu A. Khu A 5 bọc. 5 bọc lấy 2 bọc. Cái khu này thì chỉ có 20 hộ thôi. 2 bọc khu A. Rồi chanh. Chanh
hai bọc thuốc A được rồi chị. Để nó đi chạy chân mọc mọc chân rồi tới kể cái thia. Cái thia dính đám ơi. Cái muối rồi một bịch cái muối cung cấp đầy đủ luôn á, xong chưa? Có gì đó chanh nó không để lên trên anh để dưới dập chanh sao anh? Chanh nó khó dập thôi. Chanh nó cũng nó cho nó chất nhiều quá. Dạ. Nó đè dập chứ nặng mà chanh nó dưới nó trên đó. Để chanh trên luôn đi đã. Cái muối vậy. Đây một bọc gừng nữa là xong rồi, bây giờ chắc lên hết luôn đó. Để chanh để lên dưa leo đặt. Để dưới đi. Dạ. Rồi anh đem cầm. Rồi. Ơi để ra ngoài này sao chồng như nó đó luôn. Đi, ví dụ như nữa anh có đưa chỗ nhiều anh ghi đi nữa làm kiểm. Dạ. Đâu đặt. Cái thùng đưa thùng dưới bao đó ra ngoài vậy. Để đây. Tại vì hỏi thằng Phi đó. Rồi để cặp vô. Rồi bây giờ em gửi tiền xe là 1.6 triệu cho anh ha. Ok. Rồi 1 triệu. Đây 1.6 triệu tiền xe. Còn đây là 200.000 chị kia gửi tiền sếp, coi như sếp gà với lại thực phẩm đó. Còn đây là nói Huy là người ta gửi luôn dùm 3 triệu ngay chỗ đó, ngay chỗ quầy đó luôn. Là 3 triệu 2 á, là mình gửi đó 3 triệu thôi. Còn tiền xe của em là 1.6 triệu. Dạ, rồi cảm ơn anh luôn nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Và danh sách chi tiết thì Bùi Hồ sẽ cập nhật ở cuối clip. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, xin chúc cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân luôn sức khỏe. Và bây giờ chuyến xe này tối nay sẽ đi khoảng đến 11 giờ sẽ đến Bình Chánh và quận 12 của Sài Gòn vào những cái khu nhà trọ của bác quý anh chị. Một lần nữa cho Bùi Hồ gửi lời cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước đã hỗ trợ đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Tổng chi phí hỗ trợ khu nhà trọ chợ Bình Điền và quận 12 của Sài Gòn, một là 500kg gạo, 11.300 đồng một ký là 5.650.000 đồng. 2 là 500kg dưa leo 4.000 đồng một ký là 2 triệu đồng. 3 là 50kg cổ qua 6.000 đồng một ký là 300.000 đồng. 4 50kg cải thìa 4.500 đồng một ký là 225.000 đồng. Tiền xe chuyên chở là 1.600.000 đồng. Tổng chi phí là 9.775.000 đồng. Và sau đây là danh sách Mạnh Thường Quân hỗ trợ. 1 trích quỹ hỗ trợ của chị giấu tên ở Canada 4.775.000 đồng. 2. Trích quỹ hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản 5 triệu đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhà nông đã ủng hộ rau củ và chi phí ủng hộ hoàn cảnh khó khăn để Bùi Hồ có thể kết nối và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid này. Bùi Hồ xin chúc Mạnh Thường Quân chúc nhà nông sức khỏe và an lạc. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và sau đây là hai clip ngắn được một bạn ở quận 12 và quận Bình Điền gửi cho Bùi Hồ. Vì trước đây khi Bùi Hồ đăng bài lên Facebook thì hai bạn này có kết nối để nhờ hỗ trợ khu nhà trọ và một khu nhà trọ nghèo gọi là khu ổ chuột ở chợ Bình Điền. Xin mời cô bác quý anh chị cùng đón xem. Và đây là những cái thước phim quay bằng điện thoại nên chất lượng hình ảnh hơi kém. Mong cô bác quý anh chị thông cảm. Chị này bỏ phiếu vô chưa? Rồi. Có lấy thêm cải chua nữa chị. Cho thêm cải chua, có lấy cải chua thêm. Thắng thắng không ra, con nói mấy người kia đứng xa xa ra thắng. Con nói mấy người kia đứng xa xa ra tại nó đang quay clip. Xa xa nha cô ơi. Kìa, mất phiếu mất phiếu hoài nó chạy. Thì nói bả đó, nó không có phiếu là không có. Phiếu của năm có giá trị mà tự nhiên cái đưa rồi mất không à. Mà bây
Ừ, cái ông nội đó dặn ông rồi. Cậu ba, cậu bảy ơi, người lấy một phần, đi, họ quay vô lấy nữa. Cô ơi, cô để xuống đi cô. Cô lấy một bao đi cô, lấy một bao rồi một bịch gà gạo đi, cô đi ra đi. Cô bỏ nó lại đi. Lấy thằng đi lấy bịch dao ra ngoài. Để quay lên cái clip này cái người ta nói sao tự nhiên một người phát nhiều vậy. Cô đi đường này đúng ra. Rồi. Lấy cà chua luôn hả? Rồi lấy bịch cà chua luôn. Ăn đủ thì quay vô lấy. Rồi cô ra cô để phía ngoài đi, rồi cô muốn lãnh nữa cô vô cô lấy. Em ơi, em xách bịch gạo nè. Nhờ bên Út Út Nhung bên Mạnh Thường Quân xuống phát cho mấy anh em ở trong khu trọ 13 phòng à. Cách ly trong phòng trọ nè. Dạ. À, giờ mấy anh em ra nhận. Anh ấy em chụp á, cầm lên á, anh cầm lên cái em chụp á. Rồi đó. Rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi tới tới anh xịt sát khuẩn cái nha. Xịt lên. Chứ sao? Rồi một người là đúng rồi, một phần quà chứ một bao rồi đó. Càng nhiều càng tốt. Rồi. Rồi đúng. Rồi chụp lên. Khoan, đứng im chụp cái. Cách nhau 2 mét. Rồi. Rồi. Mười ba hộ mà. Rồi chị đứng im đi em chụp nha. Rồi. Này là nhờ Facebook của Út Nhung á. Rồi chị đứng im cho em chụp cái nha. Rồi. Rồi tới kia. Rồi ôm lên, ôm bao gạo lên. Ôm gạo lên. Rồi, đứng im chụp cái nha. Rồi. Rồi. Rồi ai ở trong đó chưa nhận ra nhận giùm em đi. Sáu ơi. Kêu vợ ơi. Kêu chị Thí. Có người đại diện mà đưa cho bà Sáu rồi. Từ từ nè. Vô nha, đại diện ơi. Không được. Giờ mình phát xong 13 phần quà cho khu trọ cách ly rồi nha. Cảm ơn Út Nhung chứ Mạnh Thường Quân nhiều nha. Nhờ Út Nhung bên Mạnh Thường Quân tài trợ cho khu trọ mình 13 phòng.